dùng máy quay rồi. Tại hội trường, những các vị khách quý đang hiện diện tại sân khấu của khách sạn Villa Devo trong ngày hôm nay, đó chính là những người được tôn vinh nhất. Chúng tôi, những người làm chương trình tổ chức tiệc cưới sự kiện của khách sạn Villa Devo ngày hôm nay được về đây để chung vui cùng với hai bên gia đình. Xin lấy làm vinh dự và trân trọng giới thiệu tới quý vị những người đang hiện diện tại sân khấu trong ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể hội trường, những các vị khách quý, trung tâm sân khấu của chúng ta đó chính là đôi quê hương đẹp nhất và lộng lẫy nhất. Chú rể Quốc Khánh và cô dâu Hương Lan. Còn bên cạnh đó, tôi xin được trân trọng giới thiệu đại diện về phía họ nhà trai có ông Phạm Văn Hùng là bố của chú rể Quốc Khánh. Đại diện về phía họ nhà gái, tôi xin được trân trọng giới thiệu có ông Đoàn Quý Sáng và bà Phạm Thị Thu Hương, đó chính là bố mẹ của cô dâu Hương Lan. Và giờ đây xin mời cô dâu chú rể cùng hai bên gia đình chúng ta hãy nghiêng mình cúi đầu chào tất cả quý khách về chung vui với gia đình. Xin mời. Kính thưa quý vị, quan khách quý, về tuổi hôn trong ngày hôm nay, tôi xin rất được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của các ông, các bà, cô dì, chú bác, họ hàng nội tộc cùng toàn thể bạn bè thân thiết của chú rể và cô dâu cũng đã về đây để chung vui và chúc mừng. Thật đúng là hôm nay sum họp chúc mai, thì trong một khắc nghĩa dài trăm năm, hôm nay tứ hải giao tình, tuy rằng bốn bể nhưng sinh một nhà. Một lần nữa rất mong toàn thể hội trường chúng ta hãy dành tặng những tràng pháo vỗ tay thật nồng nhiệt để cùng chào đón các vị văn khách về chung vui với gia đình trong ngày hôm nay. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính thưa toàn thể hội trường với các vị khách quý, từ tình yêu đi đến hôn nhân, sự việc trọng đại mang ý nghĩa quan trọng hạnh phúc cả đời người ấy cũng chính là ước mơ hoài bão niềm hạnh phúc ngọt ngào của các đôi trai gái yêu nhau ngày đêm mong ước đợi chờ. Trải qua bao tháng đợi năm chờ, đến ngày hôm nay, những mơ chung đôi của chú rể Quốc Khánh và cô dâu Hương Lan cũng đã chính thức trở thành hiện thực. Yêu nhau đứng ở đằng xa, có mắt liếc lại bằng ba đứng gần. Em còn son, anh cũng còn son, ước gì ta được làm con một nhà. Vâng, và như vậy, ngày hôm nay, đôi hương đã chính thức làm con một nhà rồi. Tôi xin mời cô dâu và chú rể hãy tiến lên phía trước một bước. Nào, và giờ đây thì xin mời cô dâu và chú rể hãy cùng quay mặt lại nhau và cùng trao cho nhau những kỷ vật biểu tượng cho tình yêu và hạnh phúc, đó chính là cặp nhẫn cưới. Xin mời. Kính thưa quý vị, trải qua nhiều năm tháng yêu thương tìm hiểu, đôi tân hôn đã trải qua tất cả mọi xúc cảm cung bậc của tình yêu. Ngày hôm nay họ đã chính thức chinh phục được đỉnh cao của tình yêu, chinh phục được tình cảm của ông bà cha mẹ hai bên gia tộc, cho chuyến xe tình yêu mang biển số hôn nhân, các cặp đến hôn nhân gia đình tình yêu và hạnh phúc. Thế mới biết trăm hoa luôn nở một giờ, không bằng một phút đợi chờ hôm nay. Và quý vị chúng ta còn chần chừ gì nữa ạ? Một tràng pháo tay thật lớn luôn quý vị, đó chính là lời chúc phúc của quý vị dành tặng cho đôi hương trong ngày hạnh phúc hôm nay. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và giờ đây thì xin mời cô dâu và chú rể chúng ta hãy tiến lên tầng bánh cùng chiếc bò sẻ bùi tầng bánh hạnh phúc. Xin mời. Thưa quý vị, trong cuộc sống của mỗi con người chúng ta ai cũng muốn yêu và được yêu. Niềm vui ấy sẽ được nhân đôi khi được cùng người mình yêu dắt tay nhau bước lên ngưỡng cửa hôn nhân để xây đắp lên mái ấm gia đình tình yêu và hạnh phúc. Tiếp theo thì xin mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ tiến lên dàn hoa và chính thức khai thiệp hiệu cho bạn trong ngày hạnh phúc của mình. Xin mời. Xin mời cô dâu và chú rể mỗi người sẽ cầm một chai rượu. Nào, xin mời đôi nương chúng ta hãy cùng tay trong tay rót đầy những tầng khắc ghi biểu tượng cho tình yêu và hạnh phúc. Thưa quý vị, và như vậy họ đã tìm được gốc thông xưa hẹn ước, tìm được người ngày trước hẹn hè, tìm được người chung một con bờ sâu sâu biển cạn hẹn hò có đôi. Dù mối biển ngày xưa không mặn chắc, nhưng tình yêu ta vẫn son sắc bên nhau. Kính thưa toàn thể
rẻ hơn trường thưa các vị khách quý. Trong câu nói đạo lý làm người có câu nói rằng ơn cha thành cao như non Thái, đức mẹ hiền sâu tựa biển khơi. Dù cho dâng cả cuộc đời không sao trả hết ơn người sinh ta. Quý vị, chúng ta có thể trở về những năm tháng tuổi thơ và những đêm giá rét cho ôm con vào lòng thật ấm áp biết bao. Trong vòng tay thân yêu của mẹ, mẹ vuốt ve vỗ về cùng với những lời hay ý đẹp mẹ dạy con nên người ngày hôm nay. Và như vậy, ngày hôm nay, chú rể Quốc Khánh và cô dâu Hương Lan được lên viên hạnh phúc. Ấy cũng chính là nhờ sự chăm bón và tác hợp giữa hai bên gia đình dành tặng cho đôi uyên ương. Xin mời cô dâu và chú rể trong ngày hạnh phúc của mình hãy dâng lên cho ba mẹ những ly rượu hồng kính dâng để cùng tỏ lòng cảm kích. Và bây giờ thì xin mời hai bên gia đình xông ra, chúng ta sẽ xích lại gần nhau một chút. Một cái bắt tay thật chặt và một cái chạm đốt thật kêu ạ. Xin mời ạ. Xin được thay mặt cho những người thực hiện chương trình chúc cho hai bên gia đình xông ra, mối tình xông ra ngày đời mới. Vâng ạ. Một cái bắt tay thật chặt và một cái chạm đốt thật kêu để cùng chúc mừng ngày phúc cho các con của mình. Xin cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ thì xin mời chúng ta sẽ đứng lại ngay như lúc đầu ạ. Quý vị thân yêu của chúng ta ơi, xin mời quý vị chúng ta hãy rót đầy những ly bia ly rượu. Người dẫn chương trình xin phép được làm cầu nối giữa gia đình cùng tất cả quý vị chúng ta sẽ đồng thanh vừa thật to lên một tiếng để cùng chúc mừng ngày phúc cho cô dâu và chú rể trong ngày hôm nay. Quý vị chúng ta hãy rót đầy những ly bia ly rượu của mình. Ai có bia thì dùng bia, ai có nước ngọt thì dùng nước ngọt, ai có rượu thì dùng rượu. Quý vị đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Nào, xin mời hãy nâng cao chất ly của mình lên. Xin mời hai bên gia đình ạ. Hãy đến cùng với tôi nào. 1, 2, 3 Xô, 2, 3 Xô, 2, 3 Xin cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ thì xin mời cô dâu chú rể một lần nữa hãy quay mặt lại với nhau và vòng tay nhau uống ly rượu trong ngày hôm nay. Xin mời. Kính thưa toàn thể hội trường, thưa các vị khách quý và được sự ủy quyền của hai bên gia đình, ban của chúng tôi xin rất được trân trọng cảm ơn quý vị chúng ta đã bớt chút thời gian và ngọc vào đây để chung vui và cùng chúc mừng lễ hôn quy của cô dâu Hương Lan, thánh viên cùng chú rể Quốc Khánh. Kính chúc quý vị chúng ta có một bữa tiệc thật vui tươi và ngon miệng. Xin thay mặt cho những người thực hiện chương trình chúc cho cô dâu và chú rể trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Kính chúc hai bên gia đình thông gia, mối tình thông gia ngàn đời ấm vững. Và bây giờ thì xin mời cô dâu chú rể cùng hai bên gia đình chúng ta sẽ đi xuống phía dưới từ bàn tiệc và cảm ơn các khách về chung vui với gia đình. Xin mời.